Chương trình Ngày hội Văn hóa Dân gian lần thứ 2 năm 2024 tại Trảng Bàng diễn ra nhiều hoạt động bổ ích, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa văn hóa dân gian đến gần với các bạn trẻ, tạo sự thích thú, khơi gợi tinh thần yêu văn hóa Việt, bảo tồn văn hóa dân gian nơi đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, tại ngày hội, các bạn trẻ được tham gia tọa đàm với chủ đề Người trẻ với sách. Tham dự buổi tọa đàm có diễn giả Song Khê cùng giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã Trảng Bàng. Các em học sinh được nghe chia sẻ nhiều câu chuyện hay về sách, diễn giả hy vọng những câu chuyện thực tế từ bản thân sẽ đem đến cho mọi người những góc nhìn thú vị về giá trị thực tiễn và tinh thần mà sách mang lại. Với chị, những trang sách sẽ giúp mỗi người nuôi dưỡng và phát triển trí tưởng tượng. Đã được nhà trường cũng như là bên ban tổ chức tạo điều kiện để mà gặp gỡ được các em nói những cái điều liên quan tới những cái câu chuyện thực tế trong nghề nghiệp, giới thiệu cho các em biết về những cái nghề trong cái ngành sách, là thứ nhất là nó từ cái trải nghiệm của mình, nó từ cái khát khao của mình nói cho các bạn biết về những cái nghề này, để các bạn có được một cái bản đồ công việc, để các bạn có ước mơ, có những cái chọn lựa và lên kế hoạch cho mình. Thì mình rất là vui, thứ nhất là vì được gặp gỡ, thứ hai được tiếp cận, và thứ ba là được chia sẻ những cái điều mà mình rất là tâm đắc. Qua chương trình với cô Huê, em cảm nhận thêm được nhiều loại sách, với những loại sách mới, nhiều loại thể loại kinh điển mới. Và ở Tây Ninh chưa có những chương trình này, em mong muốn có thêm được nhiều chương trình để giao lưu được với những độc giả, với những bạn đọc mới có niềm đam mê sách. Buổi tọa đàm nhằm khuyến khích góp phần đưa phong trào đọc sách báo trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam trong thời kỳ đất nước giao lưu, hội nhập quốc tế, thúc đẩy và tôn vinh những ngành nghề liên quan đến sách báo và tri thức như thư viện, xuất bản, phát hành, để sách báo trở thành những người bạn thân thiết của mỗi người, từ đó xây dựng thói quen và nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách ở người trẻ.